Thưa quý vị, thông tin thêm về vụ việc hai xe khách rượt đuổi nhau như phim hành động mà chúng tôi đã từng chuyển đến quý vị và các bạn trong một cà phê online những ngày trước đây. Chiều qua thì ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước lập biên bản vi phạm về hành vi lạng lách đánh võng và tạm giữ đối với xe khách mang biển kiểm soát 47B00929 vào chiều cùng ngày. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai xe khách rượt đuổi nhau không ngừng lạng lách đánh võng tạt đầu nhau trên một đoạn đường dài. Xe khách mang biển kiểm soát 48K0134 chạy lạng lách vượt lên thì xe khách mang biển kiểm soát 47B00929 cũng lạng lách theo để cản lại. Điều đáng nói, vào thời điểm này trên xe có rất là nhiều khách nhưng hai tài xế vẫn coi thường tính mạng người khác. Nhiều người còn hài hước đặt tên cho màn rượt đuổi này là cuộc đua kỳ thú của hai xe khách. Vào ngày 25 tháng 6, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công văn gửi Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông kiểm tra xử lý hai xe khách bám đuổi, chèn ép, tạt đầu lẫn nhau. Sau khi tiếp nhận thông tin, trưa ngày 26 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông đã đón lõng và đưa phương tiện về trụ sở làm việc. Tài xế khai tên là Bùi Nhật Hưng, sinh năm 1985, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương. Tài xế Hưng khai nhận phương tiện đang điều khiển chính là phương tiện xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua. Nguyên nhân là do tranh giành khách nên hai xe đã lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau.